lên. Vàng 4,5 dưa 4,5 chưa ngon lắm. Hai ăn tôi đỏ sao vàng. Hai còn 2,5. Mà tiếp 14 cái nó còn đẻ ngang rồi mẫu. Rồi, đang cột công đoạn cuối cùng, công đoạn cột cái chữ E của bộ kéo hàng B95 hàng nghệ nhân. Đọc này, đọc của dân Thái Bình rồi. Đọc này hiểu anh em sinh sống Thái Bình rồi, đã số có đọc này. Đúng rồi, nữa. Đã số ở ngoài đấy người ta làm đọc này rồi. Ngày xưa anh Trần, ngày xưa là trưởng ông cậu cha xứ của nó gửi vô 10 bộ để cũng trang một tập. Còi đi 110 nha. Tôi quay sát nghệ nhân của chúng ta đang chuẩn bị cuộc đi lèo, đang chờ gió nha. Hiện tại giờ đang báo gió thì tầm khoảng 10. Thì Google báo tới 16 cơ. Mà hiện tại gió ở phường Tân Nhất của chúng ta hiện tại giờ chỉ có 8-9-10 thôi, cũng chưa thua. Có khả năng là lên không nổi hai cái bộ nặng này. Hai cái diều khủng 6 nặng này. Diều lớn này nó phải thật gió thật căng thì mới lên nổi. Gió không ăn thua rồi. Đáp trong hết gió. Cái cho tao lên cái video coi. Mày cái sóc nhiệt tình vào. Rồi chuẩn bị cho cất cánh con diều 6 mét nha, bộ còng D95. Hàng siêu nghệ nhân. Không qua. gió hơi bị chán. Sáu nghệ nhân diều sáu Thái Dương. bộ còng 95 hàng siêu VIP đây. Rồi chạy đi. 1, 2, 3. Ui dồi ôi, còng kêu to quá. Ui. Bắt rồi, bắt chó đấy. Chạy nhanh lên. Bắt đấy, có bắt đấy. Rồi xong. Cứ kèo mi xi măng trắng á. À, trộn vô. Cứng ngắc
cướp ngày chủ nhật không? Nó tắt mặt trời là có gió mà. 5 giờ rồi. 5 giờ rồi. Lên! Lên! Sao vậy ta? Gió về, gió về, chặn đầu chạy đây. Nặng lắm rồi, gió. Lý phải sáo rồi. Họ đang về lý phải sáo rồi. Chó căng lắm rồi, ba con nha. Không biết có sống qua trận giông này không các cụ ạ. Thấy mây chạy rồi. Mây chạy khủng khiếp không? Đắc trừ rung rung rồi. Ba con. Rất đẹp luôn. Thank you.